Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn tạo sản phẩm trên trang quản trị GoSell. Đăng nhập vào trang chủ GoSell, chọn sản phẩm. Nhấn vào tạo sản phẩm. Tại đây, bạn sẽ thấy các mục để điền thông tin cho sản phẩm. Nhập tên sản phẩm. Điền mô tả. Chọn hình đại diện. Đặt giá cho sản phẩm. Bạn có thể giảm giá cho sản phẩm bằng cách đặt giá sau khi giảm. Khi đó, sản phẩm sẽ hiển thị như sau. Chọn phân loại hàng nếu sản phẩm có nhiều chủng loại khác nhau như kích cỡ, màu sắc. Sau đó, chọn hình nền, đặt giá và số lượng cho từng chủng loại. Thêm tính năng đặt cọc cho thuộc tính sản phẩm nếu bạn muốn thu trước tiền cọc sản phẩm. Ví dụ, mua trả trước 50%. Ở các clip tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về tính năng đặt cọc. Cuối cùng là phần thiết lập từ khóa SEO. Nhập tiêu đề từ khóa. Lưu ý nên để độ dài từ khóa từ 50 đến 60 ký tự để đạt thứ hạng tốt nhất cho trang. Kiểm tra độ dài ký tự tại đây. Nhập nội dung mô tả. Nên để độ dài mô tả từ 290 đến 325 ký tự để tối ưu hóa nội dung mô tả. Kiểm tra độ dài ký tự tại đây. Nhập từ khóa cho sản phẩm. Từ khóa cách nhau bởi dấu phẩy. Chúng ta có thể thêm vào đường dẫn cho sản phẩm. Chọn bộ sưu tập cho sản phẩm. Ở đây, sản phẩm của chúng ta là chuối nên sẽ chọn trái quả. Tại mục kho hàng nhập mã SKU. Như vậy là đã hoàn tất quá trình tạo sản phẩm, bạn chỉ cần bấm nút lưu. Sau khi tạo xong sản phẩm, bạn có thể in mã vạch cho sản phẩm. Nhấn vào link trong phần mô tả để xem hướng dẫn. Để cập nhật kho hàng, bạn chọn sản phẩm đó. Cập nhật kho hàng. Bạn có thể thêm hoặc đặt số lượng. Nếu bạn đã thiết lập thuộc tính hoặc đặt cọc cho sản phẩm, chỉ cần vào phần tương ứng để cập nhật. Hy vọng những chia sẻ trong clip trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo sản phẩm. Chúc bạn bán hàng nhiều hơn!